chào các bạn, mình là Oanh, mình đến từ Điện Máy Xanh 205 Tôn Đức Thắng. Theo lịch thì mình lại đến đây để giới thiệu đến các bạn nữa cái chương trình giảm giá đang vô cùng hot của bên mình. Nhưng mà hôm nay Oanh sẽ giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm mà đang được khuyến mại vô cùng sốc của bên mình, để cho tạo bất ngờ cho các bạn ý. Thì bên mình đang giảm giá chiếc TV này, và mình sẽ bán ngay tại đây chiếc TV này. Đây là bán hàng trưng bày á. Đó chính là chiếc TV Samsung QA75Q75R. Như chúng ta biết ý, thì chiếc TV QLED của Samsung sở hữu hình ảnh vô cùng đẹp, bắt mắt và màu sắc rực rỡ. Bên cạnh đó, nó còn được tích hợp rất nhiều tính năng thông minh, nó sẽ làm hài lòng mọi fan của Samsung từ trước đến giờ. Như chúng ta thấy đây, đây là chiếc TV Samsung mà mình đang định giới thiệu với các bạn. Có ra mắt năm 2019 với thiết kế mang đến sự hài lòng cao nhất. Chiếc TV này thuộc dòng phân khúc cao cấp, vì thế nên nó sẽ mang đến những cái trải nghiệm vô cùng ấn tượng với thiết kế thời trang và hiện đại. Ví dụ như chỉ ở màn hình của nó có viền cực mỏng và gần như là nó được thiết kế tràn viền, mang lại cảm giác xem phim rất đã mắt, và màu với những cái màu bạc vô cùng sang trọng. Chân đế boomerang sẽ giúp cho chiếc TV của chúng ta đứng vững hơn, và mặt sau của nó là có nhiều cổng kết nối, sẽ dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị âm thanh và các phụ kiện khác nữa. Kích thước của TV này thì vô cùng lớn, nó lên đến 75 inch, sẽ phù hợp với nhà có khoảng cách từ mắt nhìn đến TV mình là từ 3,5m trở lên, sẽ phù hợp với phòng khách rộng hoặc là phòng họp của công ty. Ngoài ra thì chúng ta phải kể đến là độ phân giải của nó. Độ phân giải của chiếc TV này sẽ lên đến 4K, sẽ gấp 4 lần những cái màn hình TV thông thường, và nét đến từng chi tiết một. Công nghệ Quantum Dot sẽ là một điểm nhấn đắt giá nhất và làm nên điểm khác biệt của chiếc TV này đối với những dòng TV khác, giúp tăng độ sáng và khả năng hiển thị màu sắc tuyệt vời. Như chúng ta thấy là màu sáng nó sẽ được tăng lên, và độ tương phản cùng với góc nhìn sẽ được mở rộng ra. Như mình ngồi ở đây hay là ngồi ở bên tay trái hoặc là bên tay phải của TV thì hình ảnh của nó sẽ rõ nét ở mọi vị trí khác nhau. Bên cạnh đó thì sẽ là công nghệ Direct Full Array sẽ giúp hiển thị màu đen sâu hơn và màu sắc sẽ rực rỡ hơn, với dàn âm thanh xuất sắc, có loa lên đến 40W. Thì công nghệ âm thanh Dolby Digital Plus này sẽ cho ra âm thanh chất lượng to, mạnh mẽ và lan tỏa khắp phòng. Chúng ta là fan của những bộ phim bom tấn hay là fan của những bài nhạc sôi nổi thì chúng ta cũng không thể bỏ qua được cái dòng TV mà có cái bộ loa với công suất 40W này đâu. Và với điều hành Tizen OS thì sẽ cho TV của chúng ta sẽ chạy vô cùng mượt mà, và tích hợp tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt ở trên YouTube nữa, và sẽ tải được nhiều ứng dụng như là game hoặc là những cái ứng dụng xem phim. Hỗ trợ thêm cả cho chúng ta là một chiếc điều khiển One Remote thông minh. Chúng ta có thể điều khiển TV bằng điện thoại qua từng ứng dụng SmartThings nữa. Đây là chiếc điều khiển tầng điều khiển này để có thể tìm kiếm giọng nói ở trên YouTube ấy. Chỉ cần bấm vào cái chức năng tìm kiếm giọng nói, sau đó chúng ta bấm vào cái nút này tìm kiếm giọng nói, sau đó chúng ta nói những cái chương trình mà chúng ta cần tìm kiếm, nó sẽ hiển thị hết mà chúng ta không cần phải bấm nút lên hay nút xuống để tìm kiếm từng chữ một nữa. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Đặc biệt hơn thì bên mình sẽ miễn phí hoàn toàn công vận chuyển và lắp đặt cho chúng ta. Chúng ta cũng đang lo lắng là chiếc TV này mà bán trưng bày ấy thì sẽ không có bảo hành như TV mới đúng không ạ? Thế thì các bạn đừng có lo lắng, bởi vì chiếc TV này sẽ được bảo hành như TV mới luôn. Nó sẽ được bảo hành chính hãng trong vòng 2 năm, và có người đến lấy tận nhà, có người sẽ đến kiểm tra, và sẽ nếu mà lỗi thì sẽ được đổi một trong vòng 1 tháng đầu tiên đối với dòng sản phẩm TV bị lỗi do nhà sản xuất. Giá của chiếc TV này bình thường là hơn 90 triệu, cụ thể là nó sẽ có giá 99.890.000, nhưng mà bây giờ được giảm 50%, có nghĩa là chỉ còn 49.940.000 thôi. Một cái giá mà phải gọi là được giảm quá sâu đối với chiếc TV như thế này, và chỉ duy nhất một chiếc ở tại Điện Máy Xanh 205 Tôn Đức Thắng mình thôi. Nếu bạn muốn đặt hàng nhanh thì hãy inbox qua Messenger ở Điện Máy Xanh 205 Tôn Đức Thắng, hoặc nếu muốn xem hàng trực tiếp thì hãy đến ngay địa chỉ 205 Tôn Đức Thắng. Chúng mình sẽ rất sẵn lòng giải đáp các thắc mắc của bạn để bạn có thể sở hữu sản phẩm ưng ý nhất và với giá rẻ nhất mà không cần quan tâm bất cứ vấn đề gì nữa. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.